rất là quan trọng và mình rất là vui để muốn chia sẻ với mọi người. Tại vì cũng có rất là nhiều các bạn gọi là yêu thương và yêu quý cặp Ngọc Toại, và lúc nào cũng hỏi là chị ơi bao giờ anh với chị Ngọc cưới đấy. Thì Ngọc xin thông báo cái ngày cưới chính thức của Ngọc là vào ngày 20 âm tháng 10 mọi người nhá. Tháng 10 âm vào ngày 20 mọi người nhá. Thì là hai bên bố mẹ của mình đã cùng nhau vừa gọi điện thoại và bàn bạc là vào tháng 10 âm rồi. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà dịch không căng hay như nào thì bên thì là đám cưới Ngọc và Thoại sẽ được tổ chức mọi người nhá. Chắc là lấy chồng rồi đó. Đấy, đấy thì cũng như cái tin này thì như mọi người cũng biết và cũng có rất là nhiều các bạn thắc mắc là ở dưới comment, kể cả video kênh phụ hay là các kênh chính, thì các bạn đều hỏi là ô chị Ngọc ơi, thì anh Toại là anh của anh Tuyền mà tại sao anh Tuyền lại cứ gọi chị bằng em và chị lại gọi cho anh Tuyền bằng anh, và Diễm lại xưng hô với Ngọc là cứ bà tôi và bạn bè mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ xuống, mình sẽ thưa chuyện với bố mẹ của mình, nghĩa là bố mẹ chồng mình, bố mẹ anh Toại, và mình nói bố mẹ, ý là mình muốn bố mẹ gọi là, và mình sẽ nói trước mặt Tuyền Diễm luôn là ý là mình cũng muốn là anh em mình đổi cách xưng hô với nhau đi. Tại vì nhiều khi ấy, mình với anh Tuyền cứ trêu nhau, mình bảo là anh Tuyền ơi, bây giờ anh phải gọi em bằng chị đi thôi, chứ không phải suốt ngày cái em rồi người ta cười cho. Các bạn biết anh Tuyền là gì không? Thì kiểu hai đứa cứ trêu nhau, mà thì kiểu anh em trong gia đình cứ trêu nhau, bảo mình là chưa khi nào mày bảo tao bố người ta bảo mày bằng chị đấy, mà thấy không, mình không nói được. Diễn thế kiểu bọn mình cứ trêu nhau ấy, rồi mình cũng không biết là thằng xe giả, chẳng nhất là cứ mãi mãi lại cứ mình cưới anh Toại mà lại cứ gọi anh Tuyền là anh, rồi cứ mãi mãi gọi là bạn bè này, nó có vẻ là nó không được logic cho lắm, mà nó không được đúng cho lắm. Đấy thì tí nữa mình sẽ xuống, mình sẽ nhờ mẹ chồng mình nói với cả Tuyền với Diễm ở nhá. Thì bây giờ Ngọc đang rất là luận thuộm, bây giờ Ngọc sẽ phải chuẩn bị, bây giờ Ngọc sẽ đi tắm, tắm xong Ngọc sẽ xuống ăn cơm với gia đình và Ngọc sẽ nói chuyện này với mẹ, với Diễm và Tuyền với nhá. Tại đây mọi người tí nữa có những cái gì Ngọc sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Mình đi tắm đây. Nếu mà ngồi thì cả nhà mình ăn cơm mình xuống đây tiện mình nói chuyện với mẹ mình. Dạ. Cơm. Quen rồi, quen kiểu này. Ngồi xuống cho từ đếp. À, anh gọi em ngồi ít. Ừ. Ôi, chú đưa cho em. Chú gì? Ê. Trời ơi. Mày đang muốn cơm nè. À, mày đang ngồi nhìn cơm con muốn thưa tí. Mẹ có thích quả quần ra nó lên xe mà. Mẹ ngồi đây. Mấy triệu ấy mà. Cái này còn quan trọng hơn tiền triệu cơ. Tiền triệu quan trọng hơn chắc là tiền tỷ rồi. Mẹ cơ. Thì mẹ cũng biết là quan hệ đến lâu đúng không? Với lại chưa lận mà chưa là mắn cưới thôi, nhưng mà con với Tại đấy cũng coi như là vợ chồng của mẹ đúng không? Đúng không? Chẳng qua là cứ ngày đám cưới thôi. Mà làm dịch dạng thì mãi. Mà sau này cưới thì em trước sau thì không được mẹ ăn cơm. Thì Diễm với Tuyền phải có một chị đúng không? Đúng rồi, cái đấy là cái luật rồi. Thì không không có muốn là ý là mặc dù con chưa cưới thì con muốn là cả gia đình mình lên học dần hết đấy, là con muốn lại anh Tuyền có con một chị chẳng hạn, hay là Diễm có con một chị dâu chẳng hạn. Cái đấy thì mẹ vẫn nhắc là bảo là phải nói gọi từ lâu rồi, nhưng nó cứ bảo bao giờ cưới thì mới nói. Con sợ lúc cưới xong vượng mồm. Mày không nhớ tao từng nói bảo là khi nào mày gọi tao là bố thì tao mới gọi mày chị nhá. Anh, nhưng mà tại nào anh sao lại chỉ nói bằng chị? Tại là anh em đúng không? Lâu nhá. Ô, vậy còn lâu. Không phải gọi. Là đúng là phải. Chứ làm gì cô gọi. Giờ đến là con gọi khi nào nó có gọi cái gì.
này đúng con nó lên nó có xưng hô anh đúng không? Bây giờ em đang muốn cho anh em mình làm quen trước, sau này em lấy về lại vẫn cứ anh em mà quen mồm quen miệng thì bây giờ cứ gọi nhau là bình thường thôi. Thì bà thì cứ vẫn gọi anh Tuyền là anh như bình thường, thì tôi vẫn gọi bà là bạn bè như bình thường chứ cần gì đâu mà phải chị em làm gì. Còn Diễm không nói thế được. Thế bây giờ có khách vào người ta bảo là nhà này không biết là đứa nào là trên đứa nào là dưới, thì người ta bảo là bố mẹ là không biết đường bảo ạ. Ngọc nó nói thế nào cũng phải đấy. Ừ đấy, nhưng mà thì là mình gia đình chứ không phải người ngoài đúng không? Đằng nào trước sau thì bà là bên chị. Bây giờ chỉ cần mời giáo thì thôi. Bây giờ đang là bạn bè bình thường rồi, tự nhiên bảo gọi chị em. Thân thích không thích thì thôi, cứ thích mình gọi chị em làm gì. Đấy, thấy chưa? Làm gì có em nào rồi, con nói chị nói một thì em phải cãi chứ chém 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 thế đúng không? Thằng nào chả thấy sau này cũng thế mà. Còn Diễm không phải như thế là không được, không phải cáu cái kiểu đấy. Ngọc nó nói như thế là cũng phải thôi, cho nó quen dần đi. Xong đến lúc rồi có khách vào người ta bảo đây nhà này không biết là ai là trên ai là dưới, mà không biết là bố mẹ có biết đường bảo con cái như nào, nhà nó phải có lóc chứ. Đấy, ý con thì thế, ý nói như thế thì phải biết nghe gì đấy nào thì cáu gì đấy. Đúng không? Anh hiểu ý em không? Ừ. Nạ. Hiểu thì hiểu như thế. Anh không đồng ý. Anh sẽ không đồng ý là anh không à? Tại sao không đồng ý? Chuyện này tính sau. Bây giờ người ta vào là bảo ốp. Vấn viện cho nó quen dần đi thì tính sau thế nào? Bây giờ cứ gọi là bạn bè như bình thường. Không cần cứ phải chị em làm gì cho nó xa cách ra. Thế mai kia cùng cưới lâu lâu thì là có vấn viện là cái màu không? Thì lúc đấy tính sau, mẹ thì bây giờ đang vui vẻ như thế này. Thì quậy kia nó là sao mà sang cách. Nhưng mà con không thích quậy như thế. Sao không thích quậy? Rồi anh nhé. Thế là nhà nào là cứ không thích quậy, thế nào là cứ thế là theo kiểu của mình là được ạ? Bà giờ bà thấy chưa? Đang nhiên đang này mà tự nhiên như thế này. Thế là thành ra mẹ em cả tôi thành xa cách nhau. Bà nói thường tôi đang đùa con sao thôi. Tiền không ra đâu đúng không? Bà đuổi mà tôi không thích đuổi như thế. Như thế không có gì mà phải xa cách. Mẹ ở giữa là mẹ nói đúng. Là bây giờ thì là kể cả ra sau vài phút nhưng mà nó cũng phải theo luật lệ hết. Cũng phải là anh, ai là anh, ai là em. Chứ sao gì như thế mà bây giờ bà không thích mà bà bảo không, hai đứa không thay đổi mấy thì thằng Tuyền với thằng Toại là phải thay đổi. Chuyện này cho con tính rồi. Con này nữa, không thích thì khơi thôi, làm sao mà cứ phải cáu đấy. Nhưng mà nói ít thôi. Đang bữa cơm vui vẻ về thành nói có mấy câu như thế thì phải tiếp thu, thì là bảo là từ từ để tôi lấy dần cho nó khỏe ngượng đã. Làm sao mà con nói cứ phải cáu kỉnh nhà nào ấy. Không ăn cơm rồi. Thái độ gì ấy? Thoại. Một miệng ngay. Tí con mình nói chuyện xong. Đùa thôi. Rồi, ăn đi, ăn đi. Con ở giữa là con phải ấy cho ấn miệng cho quen, mà con cũng phải ấn miệng với cậy cho quen đi. Ok mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop bán ạc Ninh Quân Free Fire giá rẻ. Đấy là cái shop chính chủ của mình luôn. Đấy thì cái shop này là shop đức toại.vn. Thì cái link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em nhé. Thì cái shop của mình ý, thì anh em chỉ cần đăng nhập ngay là anh em sẽ được tặng 10k. Đấy thì bây giờ đây là cái trang chủ của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử cho anh em xem nhé. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cần thành viên mới đăng nhập vào phát anh em nhận được 10k miễn phí luôn để anh em vòng quay may mắn. Chắc chắn là quay một phát là được ạc luôn anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay thử đi. Đấy, quay thử cái này đi. Quay tích chẳng hạn. Đấy. Có. Đấy, kết quả nhận 9.900 kim cương. Mua X1 nhận được 9.900 kim cương. Đấy, mình bấm rút kim cương. Đấy, rồi các bạn bấm cái số lượng các bạn muốn rút rồi các bạn bấm thực hiện là được em nhé. Đấy. Thì anh em nào muốn mua ạc game uy tín thì anh em cứ vào shop mình nhé. Không bao giờ có chuyện là quay mà không được ạc anh em nhé. Đấy ok.